nước vuốt vuốt mỏ rồi đi ra, mới lên được cái Thú gọi là cái thao tác đầu tiên là vuốt mỏ quá. rồi, chơi kỳ quá, Đúng cắt cho ông nghĩa quá. tôi ra mệt Đúng quá, quá. cắt giúp em đi, Ủa, cắt cho chú còn cầm môn mấy thứ ai đâu, ba giao rồi, giao rồi, giao rồi. à, được. À, cho em từ đâu nhỉ? Cái này À đây đây đây. cái này Đây. ăn với Đây đây đây. nước Cái ăn này, cái ăn này. với nước tương phải không, nước tương với xịt nước tương hay là xì dầu cắt ớt bỏ vào Đây. Rồi. phải không? Rồi bây giờ Đó sao? Giờ là làm cái gốc này ăn trước nha, chịu không? Chịu không? ba rọi, Gốc mạc ba này rọi không? tao mới chịu nha, ba rọi tao mới Ba chịu. rọi phải không? Rồi ba rọi, lựa luôn, đầu riêng ông cho ông lựa luôn. Đó miếng nào? Được, chặt miếng đó cho ông luôn. Bữa nay sao đó à, bữa nay nó đổi món rồi, nó không còn vịt nữa hả, mà nó còn chơi heo à, chắc Không heo tao đặt có dịch, phải không? dịch là quay buổi chiều, còn cái này đặt là để mai đưa ra chợ bán cúng vía thần tài á, quay buổi tối. Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Ừ, ngon quá ha. Thì cái câu Chứ mình bố trả lời cho con nghe là hồi nãy là câu hỏi là ở chế độ cũ á, người ta có bán hàng rong hoặc là có những cái xe vịt quay hay là những cái thì có không, và hầu như là nhiều hơn nữa, là bởi vì thường thường ở xã hội cũ á, họ những người lao động mà thuộc thì tầng lớp tận cùng của xã hội, họ sống về đêm nhiều hơn là ban ngày, có những quán cháo bán suốt đêm luôn, bán những cái quán món đồ ăn mà cho những người phu, chẳng hạn như là người xích lô đạp, rồi những người ba gác máy, ba gác đạp rồi kia, họ vận chuyển thì họ bán về đêm rất là nhiều. Thì thời xưa họ sống về đêm rất là nhiều, cho nên ra những cái hàng quán bán tự do, mà hàng quán thì đâu có nói gì làm gì, nhưng có cái điều là bán ở trong một cái tâm thế, có nghĩa là hầu như cũng lo, ví dụ vậy, bởi vì trong thời gian chiến tranh mà, cho nên à ra không có mới bình yên hả? cho nên vì nó À không có bình yên, có nghĩa là bán thì bán vậy đó, chứ à nhiều khi biến động cái nào thì người ta cũng gom góp, người ta cũng phải chạy thôi, nói chung là vậy. Trong một cái tư thế là sẵn sàng chạy, ví dụ hoặc là sẵn sàng biến động chỗ nào đó, mà nó bỏ bom hoặc là chỗ kia, hoặc là nó ném lựu đạn chỗ này ha, tấn công chỗ kia, là người ta lo sợ, người ta gom hàng gom quán người ta đi, ví dụ vậy. Tất nhiên là họ cái văn hóa mà ăn đêm á, cái văn hóa mà ăn mà vỉa hè đó, thì hầu như là cái văn hóa đặc trưng của người miền Nam rồi, mình không 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 bằng cầu bằng cãi nữa, nó hình thành cả hàng thế kỷ đây rồi, và ngay bây giờ nó vẫn là một cái đặc trưng của một cái xã hội Việt Nam mình. Cái văn hóa là văn hóa đẹp, và hầu như tất cả những cái du khách châu Âu châu Mỹ mà qua du lịch Việt Nam, họ vẫn thích cái văn hóa đó. À, thấy ở Bùi Viện hoặc là những người Tây Ba Lô, họ đi rỉu ráo là họ ăn những cái món ăn đường phố, họ rất là thán phục, và hầu như là những cái người đầu bếp nổi tiếng của thế giới qua Việt Nam họ cũng khen những cái món ăn ngon của vị hè Việt Nam, chẳng hạn như là bò bía nè, rồi nói chung là những cái thức ăn vặt mà ban đêm, nó chỉ ăn vặt thì cũng không đúng, có những món ăn ăn no được, chẳng hạn như cháo lòng nè, đủ thứ, ví dụ vậy, thì cũng có chứ không phải là không. Đó là cái câu trả lời của bố rồi. Nhưng mà nó có khác biệt lắm ở chỗ là ngày xưa họ bán, nhưng mà trong một không khí chiến tranh nó không có thanh bình như bây giờ, nó không có được tự tung ung dung tự tại, có nghĩa là họ bình thản, phải không? Hai cái nó khác, nó khác xa. Cái người bán hàng hồi xưa họ lúc nào họ cũng nơm nớp, họ cũng lo rồi ngắm coi tình hình này, cái chiến sự này, cái khá đủ thứ, còn bây giờ dân mình là vô tư, ta thấy nó vô tư, mình hiểu không? Đó, cái văn hóa thì không thể bỏ được, nhưng mà hai thái cực nó khác nhau ở cái chỗ một điểm, một người vô tư một người lo âu, thế thôi, không có gì cả. Ok à, thì rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người với diễn đàn. Thì nãy tao hàm nói quá, vừa chưa chưa chào hỏi gì. Bố bữa nay đi làm tới nhà hàng rồi, chứ bọn đứng ngoài xe thì cho nên là việc chỗ đó là cái tuyết vẫn còn đầy, nhưng mà có cái điều bữa nay nó ấm ấm trời đó, thấy tuyết không đó, rồi quá như núi vậy Bên ta. Mỹ có Thôi không không mà bên Mỹ đi đâu thấy sao được cái cảnh này bố, cái cảnh mà có lò quay vậy? Không có đâu, ở bên Mỹ là có nghĩa là ở bên Mỹ nó không có cái văn hóa lề đường, cho nên tất cả từ vé số từ tịch quay là nó vô trong một cái mall. Mall là gì? Mall là nó tập trung,
Nó khác biệt ở Việt Nam mình đó, có chỗ là tất cả những cửa hàng, những chợ búa đều vào mall cả, tức là nó có một cái khu đó là chuyên buôn bán đồ ăn và nó không thể không có nhà ở luôn đó nha. Ngược lại nhà ở thì không thể nào buôn bán, nó không cho phép làm gì đó. Nó khác cái văn hóa của Việt Nam mình. Ví dụ như là tiệm thịt quay có nhà hàng có nào, nhưng mà nó ở đây nó tập trung, ở đây nó tập trung hết, nó tập trung vào một cái chỗ. Ví dụ như tôi mở cửa xe bị coi, ở đây cũng là một cái mall của Eritrea, khu vực này giàu. Ta tụi bạn coi, đây là một cái mall, có thấy không, có cà phê nào, thấy cà phê Starbucks là đủ thứ, là móng tay, tiệm nail cắt cái, tiệm massage nào, rồi có kim bồ nè, có đủ thứ đó, có chỗ bắn binh, tiệm nail là ốc người Việt, là đây nhà hàng tao, rồi ở đây bán thuốc lá. Nói chung là ở đây là một cái khu, nói một cách khác một cái khu là buôn bán đồ ăn thức uống vật dụng các cái, là nó gom vô mình gọi là cái chợ đó, giống như chợ Bà Chiểu hoặc là chợ Sài Gòn đó. Tất cả thức ăn thức uống, tất cả những cái đồ sinh hoạt đều đã gọi là mua bán thì nó tập trung vô. Nhà ở là nhà ở, buôn bán là buôn bán đó, như vậy nó không có tính, nó không có cái văn hóa lề đường à, vậy đó, hiểu không? Thì cho nên mà ở đây thì mình mới hiểu rằng nó không có cái sự gọi là nó thuộc cái dạng kia mà mình phải nói là dân hệ Trung Quốc, mà tất cả các giống dân ở đây có Ấn Độ, có Ấn Địa mà kẹt thì nó Ấn Độ, nói chung là tất tần tật là mong ra đủ thứ giống người, mà mỗi người đều có mướn mặt bằng rồi hay là mua mặt bằng rồi mở ra một cái tiệm gì đó đại khái là vậy, thì nó hỗn tạp. Có nghĩa là cái văn hóa này là văn hóa tạp nham, mình phải nói như vậy. Tại vì tao là người Việt Nam thì tao đi vô tiệm phở Việt Nam mà là món ăn Việt Nam, chứ tao đâu có qua bên Ấn Độ làm chi. Vô vậy, đúng vậy. Nó không phải cái, thành ra đi á, ở đây nó không có cái lo cái thói thì Việt Nam mình là vô trong cái chợ Bà Chiểu hoặc là vô trong cái chợ Nhà Lồng nào đó, má nó ngồi nó ăn nó rôm rã đồ nào cháo lòng nào tiết canh bên kia ăn rau bên kia ăn cá đó, nó không giống gì Việt Nam. Nó mất đi cái, nó mất đi cái sự mà gọi là cái mình không nói sao ta, có nghĩa là cái cộng đồng á, mình mất, nó mất cái tính cách cộng đồng. Thành ra bởi vậy thấy rõ ràng Tết bên đây cũng vậy, bạn ai nấy ăn, thậm chí nhiều người cũng là người Việt với nhau mà họ không có giao thiệp được, là bởi vì cái công việc của họ không cho phép, rồi công việc mình cũng không cho phép tham gia. Như bố đây Tết á, ta thấy là tụi bay ta thèm rõ rãi, là tụi bay ăn tưng bừng, nghèo hay là giàu gì cũng có một cái Tết đầy đủ. Ở đây Đúng rồi, mà tới gia đình. Tết ta đây ta đi làm rồi, Tới gia đình về tới đúng nhà không? rồi ta đâu có biết Tết. Đó, Đó. nó có một cái tính cách, đúng rồi, đúng rồi. Ở đây á, hôm nay là mở một cái live nói về cái bữa cơm gia đình. Cái bữa cơm gia đình ở bên Mỹ này nó thực sự là hiếm hoi, và những người lớn tuổi như tao họ ao ước cái điều đó nhưng mà chưa bao giờ hiện thực được. Bởi vì Con tao nói về cái xã hội tân là một con cái xã bố bố hội bố rất ư là khắc nghiệt. bố con xin lỗi bố một chút Gì gì à, gì và cái để con gì có dạ con trao đổi với Mạnh Cường, con trao đổi khách mời với cái mình nói Mạnh Cường nghe nè. không thấy sao to Bạn 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 nhìn lại đi, hồi nãy cái câu bạn nói cái gì? Bạn ủng hộ thằng A Quy chửi nha, bạn dùng từ chửi chứ không phải là từ phản biện. Đúng không ạ? Thì bạn đang muốn truyền tải cái điều gì? Đúng không? Ở đây tôi nói nè, mọi người vào tranh luận hay là xây dựng, đưa ra cái mục đích, cái lời nói của mình nó mang tính tích cực, mang tính xây dựng nha. Đúng không ạ? Bạn không nhận không? Hồi nãy bạn cái câu comment của bạn á, bạn đó là ủng hộ thằng A Quy chửi, ủng hộ những thành phần bên kia chửi, chửi ai chửi gì thì bạn tự nhớ đi, tôi không tự nhắc lại, đúng không? Thì bạn nghĩ nếu bạn là người là ngồi không chủ diễn thấy đàn thì bạn nghĩ thế nào về ngược điều đó? lại. Cái nick mà chỉ là vớ vẩn đúng không? Đúng không? Còn tôi lóc bạn lần trước á, tôi nói cho bạn nghe, lóc là gì? Chỉ là Là cái vớ tội vẩn. nhảm nha, là cái lỗi nhảm mà mình hay nói là spam á, vấn đề không có liên quan gì tới cái chủ đề hay không liên quan tới câu chuyện, bạn cứ nhắn lung tung giống như nãy bạn cứ nói hoài. Và cái sự việc 1991 tôi hỏi bạn sinh năm bao nhiêu mà bạn cũng không trả lời nữa, đúng chưa? Bạn không trả lời được là bạn sinh năm bao nhiêu hết mà bạn cứ đề cập cái câu chuyện đó hoài à, mà không phải riêng gì hôm nay, rõ ràng đúng không ạ?
Và lốc là gì? Lốc là những cái tiêu chí mình đã quy định ra ở trong diễn đàn. Ai không phù hợp thì tôi lốc vậy thôi. Không riêng gì ở trong nước hay ngoài nước hay bao que hay gì cả. Rồi chúng ta nắm rõ quan điểm của nhau chưa? Đúng không ạ? Nhưng mà cái nó khổ cái gì nè, tức như là ở mọi quốc gia không có quốc gia nào phong tục tập quán mà nó giống quốc gia nào cả. Việt Nam là Việt Nam, Mỹ là Mỹ, Lào là Lào, Trung Quốc là Trung Quốc. Văn hóa mỗi nước mỗi điều có khác nhau cả. Anh không thể nào bắt thằng Mỹ mà đủ một theo thằng Việt Nam và theo thằng Việt Nam. Tao thấy mỗi mấy người buồn cười là cái chỗ là nếu người trả hạn như là quy đi, nó cứ muốn là người Việt Nam phải theo Mỹ giống Mỹ đủ, mà ngược lại thằng Mỹ thằng Việt Nam ok chưa bao giờ đòi hỏi cái điều là ok kỳ cục kia đó. Là các bố 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 cảm ơn Mạnh Cường nha. Ok, tức là lốc không giải thích, lốc là không tự do ngôn luận. Ok ok vậy thì tôi sẽ lốc bạn không giải thích, đúng không? Rất đơn giản, có gì đâu khó. Rồi ok, mời bố. Thì đó, thì có những người rất là ấu trĩ vào trong một cái diễn đàn ở đây. Mình ở đây ta không nói một câu cho nó chính xác như vậy nè, đất nước Việt Nam mình vẫn còn nghèo và có những cái thành phần coi như là sốc mà chẳng hạn như là có những cái thu nhập thấp rồi công nhân này kia, cái chuyện đó là đất nước nào cũng có cả, không phải riêng Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam mình hiện giờ mới vừa phát triển thì cái chuyện đó là đương nhiên là phải có rồi. Ở trong ở cuộc đời này làm có cái chuyện gì mà công bằng, ở không có đất nước nào công bằng cả, không có cái chuyện gì mà công bằng cả, chẳng qua là vì cái chỗ anh phấn đấu anh vươn lên mà thôi. Ta nói thẳng kể cả nước Mỹ được vậy, làm gì có chuyện công bằng, là rõ ràng không có gì công bằng cả. Ăn thua anh đã hàng giờ tao là ngày xưa tôi đi làm trong nhà công hãng á, thì mình là người nhập cư qua thì đương nhiên là bị mấy người kia nó đè đầu cởi cổ, tính tao thì ngang bướng đỡ khái gì, tao sức mấy tao chịu đại khái là vậy, phải kiếm cách phải vươn lên, phải chịu, nói chung là phải chịu nhục rồi phải chịu lòn cuối hay gì đó đại khái nó mất cứ cái gì để chi, để chúng ta giàu có bản thân trước. Đầu tiên là phải giàu có bản thân trước, gia đình vợ con mình hưởng trước. Bây giờ tôi nói cho bạn nghe, tao là người nhập cư không biết tiếng Anh, mới vừa qua là Hoàng Châu, đang sống ở Việt Nam thoải mái tè phè vô Việt, vô trong hãng rồi nó đi mình nó mắc mình làm chức đại chức cha rồi nó kỳ thị. Nếu bây giờ nếu mà không có suy nghĩ á, chặt tao không thèm làm nữa, tao đi về thì đủ mẹ tiền đéo đâu mà đóng tiền nhà, tiền đéo đâu mà cho vợ con ăn, tiền đéo đâu mà đóng tiền học, nói chung đủ thứ là trận, tiền điện tiền nước tiền ga, nói chung tất cả đó. Cái đó là nhục, mình nén cái nhục mình lại, mình cố gắng mình làm đến chi vừa đủ, nhưng mà lâu ngày vài tháng mình sẽ phấn đấu lên. Giống như kiểu bố nói con nghe đó, chẳng hạn như mà mày trước mắt mày là cái thằng Du Nam. Du Nam ngày xưa cách đây 4-5 năm gì trước á, nó chỉ bao giờ quay vào là cái nhỏ thôi, cái một xe thôi, bây giờ lên hai xe. Và hồi xưa không có xe, bây giờ nó có xe hơi phải không? Mình nghe mới nói có xe giao hàng. Có xe tải phải không? Xe tải. Dạ xe tải đúng không? Rồi cho rằng có xe đi, cho rằng có xe đi. Tất nhiên khi anh cố gắng, anh phục vụ cho mục đích cá nhân của gia đình anh trước tiên, hiểu không? Thì tự nhiên là con người anh sẽ lên, anh sẽ sung sướng hơn, và giàu có hơn, thoải mái hơn, chuyện đó bình thường. Đó là cái chuyện đó là phấn đấu, mình nói chuyện phấn đấu đó, ở đâu cũng phấn đấu để mà sống, chứ không ai đủ ngồi nói cái mõm đủ một khoác lác mà cào bằng phím để sống cả. Hẳn là vậy, cuộc sống cuộc đời mà. Đâu có cái đất nước nào mà công bằng, làm gì có cái chuyện công bằng, đây không có cái gì công gì công bằng cả. Đừng có tưởng bở, tao đã bớt biết bao nhiêu lần, tao đã bớt một cái clip mà đụng mà thấy muối rít nó vô trong đồn, nó quýnh dân ở trong đồn, nó chích roi điện đụng đến nỗi mà người đàn bà có thai sảy thai luôn, đụ má rụng người chết luôn, người bị đau tim chết luôn. Thứ cha gì, sao ai kêu gào rụ mà đòi hỏi công bằng cho nó đi. Đó là nước Mỹ á, chứ không phải nước Việt nha. Nước Mỹ á làm cái chuyện đó. Đó là ai, không ai công bằng cho nó đi. Thiếu cha gì những cái chuyện mà tù quen rồi đủ bị giết người. Rồi có bang hôm trước đó, nó thống kê là một cái bang đội cái toàn nước Mỹ một năm, năm ngoái, năm 2021 là 914 người bị tử nạn, bị chết vì cảnh sát nó bắn. Đó. Đồ ai kêu gào ha, ta thấy không có nào mà đu lên biểu tình đồ chống ta đồ mà gì giết người dã man hay là đại khái nghe là không có dân chủ tự do gì đi, đủ má nó làm đi tao coi.
đủ mấy cái câm bự hết luôn, cái tối ngày cái xỏ bỏ về Việt Nam không. Tao nói là một lần nữa, nếu mà nói về đề tự do dân chủ, Việt Nam hơn hẳn Mỹ rất là nhiều lần. Tao đã chứng minh rất là nhiều lần rồi. Ở Việt Nam cái thằng dân á, nó được quyền giám sát thằng công an, thằng cảnh sát giao thông à, đủ với nó có thể để nó quay phim, và quay phim phải là đàng hoàng chứ không có kiểu mà dí vô mặt người ta mà phách lối. Ở nước Mỹ thì nó bắn đủ mẹ cái đầu không còn, mà đủ ma không biết bao nhiêu lỗ. Ở nước Mỹ thì không có cái chuyện đó, đủ nó bắt mày đứng là đứng, nó bắt mày ngồi là ngồi, nó bắt mày úp mặt là úp mặt, nó đưa tay sau lưng là đưa tay sau lưng. Tao đã từng đưa cho mày mấy clip rồi, có nghĩa là không được quyền cãi và không được quyền trả lời trừ khi nào nó hỏi. Muốn cãi ra tòa, ở trước mặt nó là mày phải quy, trước mặt nó là mày phải bắt buộc mày phải phục tùng thôi. Đâu mà rõ ràng mà thấy tự do ai ai tự do hơn. Còn ở đây đủ má nó xỉn hoặc là nó là gây sổ, nó còn ở trần trùng trục bụng một thằng lõn nó còn quýnh công an nữa đủ má. Thế đâu mà lại như Mỹ, ở Mỹ đủ má thiệt mày mày lòi ruột từ lâu rồi, không không có vô đầu thì cũng vô bụng, không vô bụng thì cũng vô ngực, chết mẹ rồi từ lâu rồi. Nếu mà nếu Việt Nam mà áp dụng theo kiểu của Mỹ hả, là đủ má tao biểu mà mấy cái nhà hoàng với mấy cái nhà bán hòm mà đủ đắt lắm, là đủ má. Tao về tao đầu tư cái khổ đủ thứ, rồi tự do nhân quyền, tự do ngôn luận cũng tự do ngôn luận hả, đủ Việt Nam cũng hơn hẳn thằng Mỹ luôn đâu. Mà tao thấy mấy diễn đàn đó ở Việt Nam á, đủ mấy dân chủ cụi đó, chữ từ 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 trên đầu, từ trên xuống, từ trên cao xuống thấp, mà đủ nó có chừa ai đâu, có ai bắt nó đâu. Từ rồi khi nào anh làm phạm pháp thì nhà nước bắt, cái chuyện đó là đúng rồi. Ở Mỹ thì cũng vậy thôi, nhưng ngược lại nó chửi thoải mái, mà thấy nó chửi bao nhiêu năm nay có ai đỡ đâu, đủ quá thấy không. Có nhiều cái vấn đề mà mình so sánh rất là khập khiễng, mà tụi này nó kỳ cục lắm, rượu rất hay bươi móc ra những cái chuyện Việt Nam. Thậm chí đây ta mới đăng là một cái là chủ tịch nước hay là ai đó mới cách chức, tức là một thù việc ông thứ trưởng bộ y tế mới thì là ta mới đăng lên nãy đó, thì thấy rõ ràng ở đây tham nhũng họ không khoan nhượng, mà đúng lúc nào nó có ôm bổng nó ngồi la la không à, đất nước cao cái bụng nó trời ơi, nó làm gì cha chết đi mẹ chết ơi, nó vừa khát nó vừa lên đủ quá. Trong khi đó quốc gia này là không tham nhũng đủ quá, nó làm cái ghê nha. Từ từ họ khi nào người ta không làm, người ta không khởi tố, người ta sát phạt, người ta không cách chức là kia thì ok, mày la tha người ta cũng ok được. Có đây người ta đã tham gia, người ta đưa ra những cái bằng chứng, người ta đăng báo, cái lời dựa cái đăng báo thấy chưa, đủ ngồi đây ngồi đây khóc đủ má mà nó khóc rồi đó, có lại bị không không lại bị hết chứ, tối ngày vẫn xà lỏ đủ ở nhà tôi chưa vô chuồng heo ngồi livestream đủ quá thì thằng ngoại luôn luôn. Vậy là tự do, tự do quá sức là tự do còn gì nữa đủ, chứ mày ở Mỹ rồi mày livestream mày chửi chính phủ đi đủ rồi sao mày biết đủ quá, mày cho sao mày sẽ thấy đủ quá cứ tào lao đủ mà đi khi ta không mệt quá đủ. Mày nhớ một cái kỳ nào mà có ông Donald Trump mà đương đương chức mà còn đi thống, ổng đi có một đoàn xe đi ngang qua một cái highway hay là một cái khu vực gì đó để mà ông vận động cái gì đó, ông đi tới đâu không biết, là thì có một con nhỏ đi xe đạp, nó lấy con tài suối, nó lấy con tài chở để đưa lên, mày nhớ không, có một cái thằng nào đồ má chụp được hình đó, có nghĩa là nó đưa cái hạt đồ con đó bị đuổi việc ngay lập tức, đuổi việc đủ mình nó không dính dáng gì, như cái đó là ở ngoài đường, đó là mặt vấn đề xã hội, nhưng mà nó làm ở công ty đó đủ mới chụp hình sao đủ có mặt nhỏ đó cái đủ mà công ty đủ việc nhỏ luôn đủ, ghê không đủ mới đừng giỡn. Còn cái ông do ông cái thời đó là cái thời ông Obama thì có một cái thằng nó lên Facebook đó, nó hăm dọa nó ghi vô nó sẽ giết ông Obama đủ má xong ngay đủ quá, mấy tiếng hồi xong nó xong luôn, xong ngay luôn đủ mà ở đừng cái giỡn mặt, ở nước Mỹ là hăm dọa là chết mẹ chứ đừng có nói chuyện mà chửi đủ quá cái tào lao đủ má. Tự do dân quyền kiểu Mỹ là vẽ vời thôi, nó giống như là bức tranh gì đó đủ, giống như bánh vẽ thôi, nó chỉ vẽ ra thôi đủ, Bánh bẻ không vẽ léo được đâu đừng có lo đủ bệnh Mỹ Mỹ rõ ràng. Mỹ dân là số 1 thế giới là nó đó, mà thấy không nó sướng lắm, nó đi nó nói rồi đi tự do dân chủ cho tất cả các nước, mà nó đem tới đâu là nước nó tay thua tới đó. Bằng chứng nè, Syria nè, Libya nè, Iraq nè, thiếu cha tao đâu có nói láo đâu, mệt mày vô mày coi đi. Tao chi tiết một cái điều mà tao nói hoài là cái này, ngày xưa Saddam Hussein
ta không nói chỉ có công hay là có gì của Việt Nam cả, nhưng mà một cái đất nước đó là một đất nước rất là đẹp. Và mày biết là hồi nhỏ tới lớn mình hay đọc là chuyện ngàn lẻ một đêm rồi những cái chuyện mà thần tiên xứ sở Ba Tư là nó đó, Iraq á. Mà mày biết cái nhà cái một cái xứ sở rất là đẹp, cung điện rồi hoành tráng rồi nó có những cái mà thơ mộng, rồi những cái mà thần tiên, thường thường là những cái mà thuộc về dạng coi như truyện thiếu nhi ngày xưa hay nói về cổ tích Ba Tư này kia. Bây giờ đổ qua đó không còn miếng gạch vụn nữa, gạch vụn không kiếm không ra, tan nát từ đầu tới cuối luôn, nó treo cổ con người ta đồ má. Gây ra một cái chuyện mà nhớ có lỗi muối không, đồ đất người ta không có lỗi, nó ép người ta phải có lỗi rồi nó tiêu diệt người ta, nó nói lại đem dân chủ tới đồ khác khi biết là đã muộn rồi đó. Ở nãy tao coi này rồi, cái này là một người lính của người bộ đội Bắc Việt phải không, bị người ta bắt đó, mà thấy chưa đó. Báo này báo tuần báo tuần mà tập sang play này của quốc tế của Mỹ nè đó, chuyện tào lao tao dẫn chứng biết bao nhiêu lần tao nói đó rồi. Về mặt trận chiến tranh họ đã thua từ lâu rồi chứ không phải mới đây, họ thua từ lâu rồi, 47 năm nay đây, nhưng mà vẫn còn ngoan cố bám víu, nếu 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 còn có chút gì hơi tàn lực kiệt thì có con mẹ gì đâu rồi còn hơi mãi mệt quá, nó hoài nhưng mà cũng có nhiều thằng buồn cười nó vẫn chờ nha quy cũng lên rồi cũng nói đủ, nói được nhặt gì trời, không có nói được gì chứ, từ A gì tới Z, từ lúc mà mới gì nè hoa mới gì nở ra tàn liền tại chỗ rồi, rồi cũng khỏi nói công cụ đỡ chưa kịp nở đã tàn rồi, không có làm gì. Từ lý luận, từ lá cờ, từ quân đội, từ đủ thứ mà thấy rõ ràng không, từ thể chế, từ bữa đó thậm chí ông Thiệu ông chửi rượu mẹ nó bỏ rơi mình, rượu cho tiền bao nhiêu quýnh bao nhiêu, rượu mẹ đất nước của mình mà mình không có làm chủ được, mà đi xin người ta rồi họ phát một cái rượu mẹ 700 triệu rồi quýnh 700 triệu, 300 triệu quýnh 300 triệu rồi sao trời, đủ mấy vậy tinh thần dân tộc ở đâu, tại làm sao đất nước mình chiến đấu mà phải xin tiền nước ngoài, cho rằng xin tiền nước ngoài viện trợ thì ok đi, nhưng mà tao quýnh 300 triệu còn 700 triệu quýnh 700 triệu là sao, lý tưởng ở đâu, lý tưởng gì trời, còn lá cờ thiêng nữa vô Có cảnh người ta tức là thời điểm mẹ đó là đã có, ủa thời điểm đó là đã có khái niệm mà đánh nhau theo ăn lương sản phẩm hả? Đánh nhau theo lương theo sản phẩm đó vậy thôi, là tham nhũng tràn lan đến nỗi mà thằng Mỹ nó bỏ chạy luôn, bởi vì nó lý liền Việt Nam quá chiến tranh, có nghe thôi tụi bay quýnh nhau đi đụ má tao chạy đụ nó bỏ của lấy người 73 nó rút quân rồi, từ 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 rồi rồi thấy không, bỏ chỗ chạy lấy người luôn, một cái xã hội thối nát như vậy và cứ ngồi tối là mắt có nhiều thằng nó buồn cười mày, nó giáo dục rồi mà có mà không biết tăng cái này cũng nói một lần rồi, chụp mấy cái hành như là xây Việt Nam cái gì hình ảnh ngày xưa cái gì đó, Việt Nam ngày xưa cái gì đó đủ, mà chỉ có cái đường lên tôn với cái hàm nghi nó làm hoài đủ quá chút xíu à, không lẽ cả một cái đất miền Nam Việt Nam chỉ có chút xíu Sài thôi Gòn mà chụp xưa, cái xe taxi với lại cái Sài Gòn à, xưa Sài rồi Gòn rồi rồi xưa. đủ ba, không lẽ từ vị trí thứ 17 từ Quảng Trị tới vô chỉ có chút xíu thôi hả, đâu má khu vực cái chưa được cây số vuông, từ đường Lê Hưng Tôn đường Hàm Nghi với lại cái chỗ công trường dân chủ với lại cái gì chỗ mà nhà hát lớn bây giờ là hồi xưa là Quốc hội chỉ nhiêu thôi, làm tới làm lui làm xuôi làm ngược chỉ chút xíu thôi, trời ơi cái chỗ là cái chỗ đầu nậu là trung tâm hành chính của Mỹ rượu, mà chỗ đó thì đương nhiên là phải đẹp rồi, còn ngoài ra mày qua xuống đi xa chút xíu thôi xuống tới cái chỗ chợ ở Cầu Bông chợ Bà Chiểu rồi thấy tàn rồi, đường bán chưa đầy cây số vừa ra khỏi cái là đồ mà chưa, từ đó chạy vô cái chỗ cầu kiệu hoặc là cái gì kinh nước đen đó là đủ mà là thấy tàn rồi, trời ơi thôi dơ vậy thôi, ta không bàn cãi chuyện đó, cái chuyện đó lịch sử đã chứng minh rồi, hình ảnh đã có rồi, sách vở đã có rồi, Google có luôn rồi, không nó vẫn chơi nó vẫn chống mà đủ mà nó vẫn chống nó vẫn cho là vậy là không đúng mệt, cãi mấy cái này cãi là mới léo gì mệt mệt đúng không, đâu phải là tao Cả như nói miếng được thịt quay sướng có hơn. sách Đúng. nói chuyện tụi nó giống như nói chuyện cái đầu gối mình vậy, tự nói với cái đầu gối á chắc là vậy, thấy không, nói đi nói lại mày thấy rõ ràng không, không còn gì bám víu nữa, không còn gì lý tưởng nữa, Ngô Kỷ đem cái cờ ra bán luôn đùa quá
Tao nghĩ mày coi nó thậm tệ đến mức độ vậy thì tao hỏi mày lý tưởng cái gì? nó tự hào là qua Mỹ được được, được ở nhà lầu đi xe hơi, còn ở Việt Nam thì chắc không có nhà lầu không có xe hơi quá. Đồ má, nhà ở Mỹ này á, tao nói là nghe, nói nhà tao cũng vậy thôi. À, đồ má, nhà ở Việt Nam á, một cái xe tải á, một cái xe tải nha, đồ má nó chạy, đồ má vô nó văng nó ra, đồ má còn ở nhà ở Mỹ nè, xe tải nữa đi qua bên kia luôn, nó đi qua bên kia luôn, đủ quá, nó xuyên cái nhà đi qua luôn, tại vì cái nhà ở Mỹ, khu vực cái chỗ tiểu bang tao ở, hầu như là đủ mới là bằng cây, là bằng gỗ hết trơn à, là bằng gỗ hết, bằng gỗ, coi vậy chứ gỗ hết hết trơn là xe tải là chạy chạy qua luôn đủ quá. Còn Việt Nam mà chạy mà đụng tới cái cổng là đủ mới là nó dội ra ra toàn xi măng với cốt thép đủ má toàn những xạo luôn mà đủ má. Mày bán cái nhà ở bên Mỹ rồi nè, mày lấy cái tiền đó mày về vô về Việt Nam mua đủ đéo nổi, không nổi cái nhà, không nổi cái nhà dấn Rồi. nói thì nói kinh tế rõ ràng. Một cái nhà ở Việt Nam bây giờ không có cái nào dưới 5 tỷ hết trơn, là nhà xoàng, nhà thường á. Đủ mấy cái miếng đất của tao về đủ má ở Phước kìa, đủ má đã nó còn trả 4 tỷ rồi đủ má chưa bán rồi thấy không? Đó, đừng tưởng bở. Tào lao đủ má, mệt. Nhà lầu xe hơi. Ok, tao mới vô qua làm. Ok. Xe hơi. Ok quá. Nghe mắc tỉa luôn đủ má. Tao cũng có xe, bộ tao có xe, tao xe, tao ngon lắm, già già cái đủ đi xe mới không à. Coi, má lấy chiếc Classic qua đây rồi, đủ má giờ tao đi chiếc RAV4, đủ má. Đó, tao mua từ giờ mua một ít đi. Đó, vậy. Đó, già thì mập. Đó, xe tao nè. Đó. Mệt quá. Tao ok, má vô, bố vô mà làm. Rồi. Ok, mệt Yeah, rồi. ok bố.